Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha, bình yên, khỏe mạnh nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cây chanh của mình nè. Qua các bạn thấy trái á, trái chanh chưa? Qua nó đẹp không các bạn? Đó, cây chanh của mình đây, một cây chanh nè. Đó, các bạn thấy một chùm trái này không? Một chùm trái này nó dễ thương nghe chưa các bạn ơi, nó thả xuống nè, nó nặng, nó quằn cây á, nó quằn cây, nó thả xuống một chùm này các bạn. Vào giống như trong vườn quá ha các bạn ha, giống như trong vườn ở nhà quê quá. Thêm một trái chanh bự nữa nè các bạn ơi, đó bự chưa, một chùm nữa nè. Qua bữa nay sao nó nhiều trái quá, hổm rày không ra, không không coi chừng nó. Bây giờ coi chừng nó, bây giờ ra thấy nó trái nhiều quá mà nó đẹp quá. Nên mình quay lên chia sẻ với các bạn coi cho nó vui ha. Coi cho nó vui cho xả stress ha. Bây giờ bữa nay mình đem mấy cây chanh này, cây chanh của nhà mình cho các bạn coi ha. Ui ra có một chùm trái. Nó treo lủng lẳng thấy đẹp quá ha. Phải mà cái chùm này là cái chùm vú sữa thì thôi á, mê hồn luôn các bạn ha. Chùm vú sữa hay chùm măng cụt đó, chùm xoài là thôi mình ăn mà mình mê nó luôn á các bạn ha. Ở đây mà trồng chanh, trồng trồng cam, trồng đồ thì tốt, nhưng mà nó ưa có bị sâu rầy, nó bị cái lá quắn lắm nha các bạn, bị cái lá quắn lắm á. Mà cây này của mình bây giờ hết bớt lá quắn rồi, không biết có hết hay không, mà bây giờ thì thấy nó không có nữa nè. Cái lá lên non đẹp mà tốt, xanh tươi tốt ghê chưa. Ui da, cái cây chanh này nó bữa nay nó đẹp à, mời các bạn thưởng thức cái cây chanh trái sai quằn. Đây là một cây ha, còn một cây nữa nha, mời các bạn coi luôn cây nữa nha. Đây thêm một cây chanh nữa nè các bạn ơi, mới vừa hết tháng 4 đầu tháng 5 thôi, bữa nay là 1 tháng 5 á, ấm lại, nóng lại rồi, vô mùa hè rồi mà mấy cây chanh này nó lên tốt hay chưa các bạn. Cây chanh nhà mình đây một cây nữa nè, lá rồi nó nở nhanh dễ sợ luôn các bạn ơi, mới đây mà xanh hết rồi. Cách đây 1 tuần trước đâu có lá có gì đâu, mà bữa nay nó xanh thấy trái không à, mà bữa nay thấy lá hết thấy trái rồi luôn á. Ồ trái này các bạn đó, mời các bạn thưởng thức là trái đùm 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 đùm, nó thòng xuống dễ thương hay chưa các bạn, enjoy nghe các bạn. Đó một cây chanh nữa của mình nè, của nhà mình đó, mời các bạn thưởng thức ha, enjoy. Lá rồi nó tươi mơn mởn các bạn ơi, nó không có bị mấy con dễ bùa dễ gì nữa nè. Đó đẹp không các bạn, vào wow. Nó một cây chanh này bữa nay nó tươi tốt quá chừng luôn, nó lớn, nó năm nay nó sum sời quá ha. Ui da, mời các bạn thưởng thức hai cây chanh nha. Hai cây chanh của nhà mình đó, đẹp hơn các bạn. Mình ngắm nó không mình cũng đủ mê rồi ha các bạn ha. Enjoy. Enjoy nghe các bạn. Đó, chanh này, chanh này. Ui da, chanh. Enjoy your life ha. Enjoy. Đây là hoa 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 tím này các bạn, hoa mẫu đơn này, mình tạm gọi là nó giống hoa mẫu đơn thì mình tạm gọi nó hoa mẫu đơn, chứ hoa này là hoa Mỹ, nó có củ nha các bạn, trồng bằng củ mà năm ngoái mình trồng rồi nó lên bông cũng đẹp lắm rồi, cái em ơi nó còn củ cái mình dồn hết vô trong cái chậu bự này, tưởng đâu nó chết rồi ai ngờ bên năm nay nó sống lại, nó lên quá trời nè các bạn, nó lên bông đẹp hay chưa đó, các bạn thấy bông không, cái màu rất là xanh tươi, cái màu đẹp. Cái này ở ngoài chợ Home Depot người ta bán củ á các bạn, hay là người ta bán cây luôn á, có cây mùa này có cây luôn á, mà màu khác, còn cái này là màu khác. Cái này mình mua củ ở trong trong ở trong cái Costco á, nên mình không có biết nó màu gì. Mình giờ mình trồng mình mới thấy ra màu, nó để hình màu thôi, nó để cái hình cái màu của cái bông ở ngoài á, nhưng mình giờ mình trồng thì nó ra thấy màu tím này không à,
con cái màu tím, màu khác không biết, nhưng mà giờ thấy nó ra cái màu tím này không à. Mà màu tím này cũng đẹp quá các bạn ha, nó nở đẹp ghê chưa. Mà cái này nó nở cũng lâu lắm nha, ngay khi mà nó bung 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 ra cho hết cái nhụy này nè, là một cái bông nó bự lắm đó các bạn. Rồi lắc bầu nó mới tàn đó, cũng là mấy tuần lễ luôn á chứ không phải ít đâu á ha. Mời các bạn thưởng thức nha, enjoy mấy cái bông đẹp nè, bông đẹp, bông đẹp. Ồ, bông nó còn nhiều lắm thôi, bông nó còn nhiều lắm luôn á các bạn. Wow, từ từ nó nở, từ từ nó nở là thôi mình chơi lâu lắm á, cũng mấy tháng chưa hết cái mấy cái bông này nha các bạn. Đó, các bạn mua mua cái củ này về trồng đi ha, giờ mình enjoy nó, mình bỏ nó xuống đó trồng một lần cái rồi mỗi năm nó mỗi lên à, dễ quá, không có cần phải chăm sóc nhiều ha, cho nó một chút phân á là xong á các bạn. Enjoy các bạn, thưởng thức nha các bạn, mời các bạn thưởng thức cùng mình mấy cái hoa, hoa đẹp nè, hoa đẹp nhà mình nè. Do đó mình để gần cái bông cho các bạn thấy cũng đẹp lắm, đâu có thua kém gì bông nào ha. Đó, đây là cái hoa màu hồng rồi các bạn, cũng loại hoa mẫu đơn nó nè các bạn, nó màu hồng mà nó điểm đỏ đỏ tím tím này các bạn, đẹp ghê chưa. Mà cây này thì mới mua nên có một bông à, nó nở từ bông từ bông từ bông, hôm giờ nó nở cũng ba bốn bông rồi đó các bạn, đẹp không, quá đẹp ha các bạn ha. Mời các bạn thưởng thức này, để gần cho các bạn coi nè, các bạn ngắm nha, ngắm nhìn enjoy nha các bạn, enjoy xả chét nha, enjoy lo lai ha. Cái bông này nó vẫn còn nè các bạn, cái bông loa kèn này nó vẫn còn nè, còn một nhánh nữa nè, nó vẫn nở bốn năm bông á, đẹp không. Rồi cái bông của nó bự còn hơn cái bàn tay của mình đó các bạn ơi. Rồi xong hết cái bông này nó tàn rồi nó ngủ luôn đó, sang năm nó mới có bông lại. Xong cái bông này là nó tàn, xong cái bông này nữa là nó ngủ nè. Đó, cái này cũng cũ nè các bạn, bông này cũng cũ, hay chưa, đẹp chưa, có ba bốn bông á. Đấy, đây cho các bạn coi ha, cho các bạn coi đủ ba cái bông của nó ha. Ui da, đẹp không, đẹp chưa, enjoy các bạn thưởng thức nha, thưởng thức những cái bông đẹp nè, bông đẹp mà mình tự trồng, mua trồng một năm rồi nó cứ trồng hoài hoài, cái này người ta trồng ở dưới đất á thôi cho nó đẻ ra nhiều lắm á, củ á nó đẻ ra nó cũng dễ trồng ha. À, còn cái này cây sống đời, cây sống đời, cây sống đời này cũng lâu ha, loại bông này lâu tàn á, đẹp quá. Mời các bạn thưởng thức ha, thưởng thức enjoy, enjoy mấy cái bông đẹp này các bạn. Đó, enjoy mấy cái bông đẹp này. Đó, phía sau nó cũng là bông không đó các bạn, để mình quay cho các bạn coi hết mấy cái bông nha, để các bạn thưởng thức nha, các bạn enjoy nha, enjoy your life đó. Cái bụi bông sống đời nó cũng lên nè, nó cũng còn nè các bạn. Ui giờ bên này nó cũng còn rực rỡ nữa, đâu có thua gì. Ui giờ đẹp quá các bạn ha, mời các bạn thưởng thức nè, bông sống đời nè. Rồi cái bông này là các bạn biết bông gì không? Angel Wing, cây này Angel Wing có bông quanh năm các bạn ơi, đẹp lắm. Mà cái bông này của mình nó to lắm á, mà nó bị chết, bị bỏ phân nhiều hay sao nó chết rồi, bây giờ nó còn một cành, nó sống dậy, bây giờ nó lên đó các bạn, giờ bắt đầu nó lên đó, mai mốt là nó có bông như là sét pháo vậy đó, các bạn ơi, có bông quanh năm suốt tháng luôn, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm các bạn ơi. Đó, các bạn thưởng thức ha, những cây bông của nhà mình á. Rồi đây là cái mai nó vẫn còn nở này các bạn, mai vàng nè, vì mai vàng nó vẫn nở này các bạn ơi, thấy chưa,
tháng năm rồi, mai vàng vẫn còn lung lay trước gió. Mời các bạn thưởng thức mai vàng nha, mai vàng lung lay trước gió này. Ồ, cái cây này nó tốt quá ha, nó có bông nhiều ghê á. Nó còn bông, u quá nó còn bông này các bạn ơi. Đẹp quá nè. Mình cũng đang dâm cành nó đó mà chưa thấy nó lên. Chưa thấy nó sống. Nhiều bạn thích lắm nhưng mà mình dâm chưa nó chưa sống các bạn ơi. Khi mà nó sống rồi thì dễ lắm, mà nó chưa sống thì cũng phải chờ nó thôi. Rồi, mời các bạn thưởng thức nha. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, bình yên ha. Các bạn thích thì bấm like, subscribe cho Angel nha các bạn. Nhớ enjoy, enjoy your life, enjoy mấy cái bông đẹp này các bạn. Enjoy your life. Hello các bạn ơi. Mà đây là cái cây Phật thủ này các bạn ơi. Thấy cây Phật thủ không? Cây tay ông Phật á. Có cái trái mà có ngắn ngắn như tay ông Phật á. Nó có cái trái đẹp lắm, nhưng mà cây này mình chưa đậu trái nè, nó có bông rồi nè các bạn. Đó, nó có bông rồi, nó tốt rồi, lá rồi nó cũng to tốt rồi đó các bạn. Maybe có thể là kỳ này nó đậu trái đó. Nó đậu trái mà đậu hoàng cây như cây chanh thì thôi á, mê luôn á. Trái này làm thuốc á các bạn. Trái này người ta chưng á, người ta chưng rồi ta. Trong khi mà nó có trái rồi á, cái trái nó đẹp lắm. Có từng ngón tay giống như tay ông Phật vậy á. Rồi chưng ở trên bàn thờ á. Cả tháng, 2 tháng thì chừng nào nó cũng chưa hư nữa đó các bạn ơi. Xong rồi người ta nó chín hết chân, người ta lấy xuống, người ta sắt, người ta ngâm rượu cho làm thuốc trị bệnh tiểu đường rồi vậy đó, mình nghe nói vậy á. À, các bạn thấy không, cây Phật thủ đó à, các bạn enjoy thưởng thức cây Phật thủ nha. Chúc cho cái lá của nó tốt lắm á các bạn ơi, nè nó không bị sâu rầy, nó đỡ khổ lắm á, chứ không là bị sâu rầy á, bị con dễ bùa á. Cái dẻ cái lá quấn tùm lum hết rồi các bạn ơi. Kỳ này mình may mắn. Mà các bạn enjoy nha, thưởng thức. Enjoy. Còn đây là cây tắc nè. Cây tắc Indo nè, cây tắc Indo nè các bạn. Cái trái nó bự ra trên nè các bạn. Cái trái nó bự giống như trái lơi vậy đó, đẹp không? Mà ăn thử ngon lắm. Nó nhiều nước nè, đó cái trái của nó đẹp không các bạn, nó nhiều nước mà nó thơm lắm, à, nó thơm lắm, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm các bạn ơi. Khi nào các bạn muốn trồng á, kiếm cái cây này trồng nè, kiếm cái cây tắc này trồng ngon hơn cây chắc, cây tắc bình thường ha. Đây để mình lấy cái bảng cho các bạn coi ha. Đây cái cây tắc đó nè, Indo Mandarin Kim Quốc. Mandarin Quốc Standard. Đó. Đó các bạn thấy chưa, cái hiệu nó chưa? Đó cái hiệu nó đó. Cái này mình nó đẹp hay chưa các bạn? Ngoài các bạn thưởng thức nha, cái cây tắc này á. Tháng này nó cũng có trái nè, nó còn giữ trái ha. Nó còn chín lai rai rồi sắp sửa nó ra bông lại. Rồi cái tắc này đẹp á. Cái tắc này cái trái đẹp á các bạn, mua về trồng nha. Mua cái này mình mua. Các bạn coi cái hiệu á rồi các bạn đánh lên. Các bạn mua cái này mình mua ở vườn cô tươi á. Vườn cô tươi ở San Diego đó các bạn. Đó, đẹp không? Quá. Enjoy nghe các bạn, enjoy cây tắc nè. Đó, các bạn ơi, đây là cây tắc nữa nè. Cây tắc nữa mà, cây tắc này là cây tắc trái dài. Trái dài ăn cái vỏ thì ngọt mà cái ruột thì chua chua, ngon lắm, cũng ngon lắm á. Chứ không phải là chua hết đâu, như cây tắc trái tròn. Cây tắc trái tròn thì nó chua hết. Còn cây tắc trái dài này thì cái vỏ nó dày á. Cái vỏ nó dày nè, đây cái trái của nó nè các bạn. Để mình cho các bạn coi ha, cái trái của nó nè, tên của nó nè.
Nanagami Khương Quốc, cũng là standard đó. Các bạn thấy rằng cái tên của nó đó nè, cái tên của nó nè, ngon lắm ha. Cái này cũng ngon lắm, nhưng mà thua cái cây của Indo. Indo ngon hơn đó, các bạn thấy chưa, đẹp không? Rồi mời các bạn thưởng thức nha. Cái cắt này nó không có, năm bịch kỳ này nó không có bị sâu rầy nè, các bạn thấy không, đẹp không, quá trời đẹp luôn. Lá nó không bị sâu rầy nè, cái này nó chuẩn bị nó ra bông á, nó ra đọt non rồi nè, nắng ấm lại cái nó ra đọt non nhanh liền á, mau rồi. Cũng như là cây nó chờ á, cây nó chờ cho mùa hè tới á. Ồ, nó ra đọt non liền rồi, nhanh như trên là cái đọt này mới đây là mình thấy nó cao rồi đó các bạn. Giờ là thời gian trồng cây á, quýt rồi đó, không có sợ chết nữa. Hay mời các bạn thưởng thức nha. Enjoy your life nha. Enjoy những cây cảnh đẹp các bạn ha. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ha. Bye bye.